nay ngày 19 tháng 11 năm 2018 thì bọn em lại vừa về được một mẫu Chevrolet Avell sản xuất năm 2013. Và chiếc xe này là chiếc xe số sàn và sẽ bán mức giá 220 triệu đồng, vô cùng hợp lý cho anh chị các bạn mua về đi trong gia đình, hoặc chúng ta có thể mua về để có thể chạy dịch vụ trên mẫu xe này. Chevrolet Avell 2013 có lẽ rằng đây là một dòng xe nâng cấp từ phiên bản Gentra hoặc từ phiên bản của Gentra đời 2010 và 11. Thì Avell nó đã được nên hoàn toàn một form mới, đó chính là cụm mắt niếc của xe hoàn toàn nên được form mới, và cái răng vào phần capo đã được hoàn toàn thay đổi và cải thiện rất là nhiều. Về phần đầu xe thì có lẽ rằng Chevrolet Avell nó để mà so với cái cùng phân khúc giá như vậy thì rất là ít những cái dòng xe có thể ăn lại được với cái kiểu dáng của dòng Chevrolet Avell này. Về phần thân xe cũng vậy, thân xe thì của Avell 2013 này thì nó vẫn giữ được nguyên những cái đường gân chỉ y hệt như những chiếc Gentra hoặc là những chiếc Avell mà phong cũ, thì nó vẫn có một đường vân, vẫn cái kiểu như cánh cửa và tay nắm mở cửa thiết kế phần ngang y hệt như nhau. Nhưng Avell nó lại to hơn và có kích thước chiều dài và kích thước chiều rộng to khác hơn rất là nhiều. Để mà nói về phần Avell này thì cái na răng đúc của xe thì nó cũng là hoàn toàn là nguyên bản, nó không phải là na răng mà chúng ta độ lên, nó nguyên bản theo xe ngay từ bản thân sản xuất ra nó đã có. Phần sau xe thì quý vị bạn nhìn thấy Chevrolet Avell, phần sau xe chúng ta vẫn nhìn không có gì cải thiện mấy ngoài cái chữ Chevrolet Avell mà thôi và một cái logo nguyên bản của Chevrolet. Còn đâu về phần thiết kế thì nó vẫn giống y như những chiếc Avell phong cũ và y hệt dòng Gentra, không có gì để chúng ta để nói nhiều trên mẫu xe này. Thì ngay bây giờ thì anh chị và các bạn hãy nhìn về tổng quát về phần sơn của xe. Đây là một chiếc xe màu bạc nhìn rất là sáng sủa. Đây quý vị và các bạn nhìn thấy, đây là một chiếc xe màu bạc nhìn vô cùng là sáng sủa nhá. Đây chúng ta có thể nhìn thấy này. Thì tất cả mọi thông tin thì anh chị và các bạn hãy liên hệ em theo số điện thoại là 0966 668 121 để có thể chốt được chiếc Chevrolet Avell này. Đây quý vị và các bạn nhìn thấy đường vân chỉ của xe này nó vẫn còn rất là nét căng. Đời 2013, đời rất cao. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy đăng kiểm còn đến tháng 1 năm 2019. Đây quý vị và các bạn nhìn thấy này, những đường vân chỉ, nói chung là xe thì không có điểm chê. Mắt đèn xe và tất cả những hệ thống capo hoàn toàn là mập và có 3 cái đường vân mũi lên. Đó, phải nói nhìn rất đẹp. Nếu mà để mà nói về ngoại hình của xe và form kiểu dáng của xe nhìn không chê vào đâu được. Sơn si thì đẹp và bóng căng. Đó, bóng căng. Thì quý vị bạn nhìn đến nội thất của xe này. Đây là một con xe không có lỗi. Nội thất của xe thì Chevrolet Avell có trang bị cho mình là 2 túi khí. Túi khí bên người ngồi ghế bên lái và người ngồi ghế bên phụ ở góc kia. Đây quý vị bạn nhìn thấy. Có một túi khí nữa, em ba. Và nội thất của Chevrolet Avell thì thiết kế thì về cơ bản thì nó cũng khá giống với dòng Avell phong cũ và Gentra thôi. Khác phần vô lăng này, khác thần phần vô lăng. Và những cái đồ nhựa phần dưới tắp nô này nó sẽ khác, những cái nẹp này nó cũng sẽ khác. Đó. Và những tắp ni của xe thì cơ bản nó vẫn giữ như vậy. Và nhựa của xe thì chưa một lần nào bắn lại sơn. Đó. Nội thất thì tương đối là rộng rãi và khi chúng ta mà chạy con xe Chevrolet Avell này nó rất là nhẹ xe và nó là một dòng xe tiết kiệm nhiên liệu vô cùng. Rất là tiết kiệm nhiên liệu và mẫu xe khá là bình dân nha tất cả mọi người. Đó. Và đây là toàn bộ những hệ thống keo chỉ của xe này, zin nguyên bản 100% nhé, khẳng định với tất cả mọi người là zin nguyên bản 100% trên mẫu xe Chevrolet Avell này. Kể cả những con ốc này hoàn toàn là chưa bị nổ sơn, nó còn vẫn rất là zin. Và bên trong này hoàn toàn là sơn zin, là còn nguyên bản, không thể nào mục mọt được trên cái mẫu xe này. Đây, những cái con ốc bản nề, tất cả mọi thứ nó vẫn còn nguyên hết. Gioăng chỉ mọi thứ này.
Con này nó có gương cập điện, gương chỉnh điện luôn này. Nó là nguyên bản theo xe. Tất cả mọi người nhìn tiếp đến táp ni phần sau bên lái. Nội thất rất là rộng rãi nhé. Keo chỉ của dòng Chevrolet Aveo rất nhỏ. Em quay rất là kỹ cho quý vị các bạn ở xa thì chúng ta cũng sẽ được có một cái nhìn rất là khách quan. Đây, bên trong vẫn còn zin nguyên bản và nhìn nó rất là sắc. Nhìn nó còn rất là sắc nét. Và bên em nhận mua tất cả các loại ô tô cũ từ 2 đến 7 chỗ. Tất cả các loại cửa tiền khoảng tầm 350 triệu quay đầu. Thì quý vị các bạn tất cả đang có những chiếc xe nào muốn bán, hoặc là biết anh em bạn bè, người nhà có nhu cầu muốn bán xe thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 0966 668 121. Em sẽ đến tận nhà quý vị các bạn có thể mua với những giá tốt nhất cho tất cả mọi người. Và đây là những cái máng nước của xe này. Em quay cho chị biết là nó vẫn còn nguyên bản 100%. Thì đó, vẫn nguyên bản 100%, không bị mất phân keo chị nào. Và dường như chiếc xe này mua về là chúng ta chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Năm quả lăng xăng nguyên bản theo xe nha tất cả mọi người. Đây là cánh sau. Ghế cũng là sạch sẽ, đẹp. Keo chỉ sắc nét và những cái đường tôn chưa có hiện tượng gì mục mọt. Ngang nhìn thấy này, ốc rất là sáng. Đó. Rất là xe rất là sạch sẽ nha tất cả mọi người. Chúng ta mua về chỉ phải đổ xăng và chúng ta chạy thôi, không phải làm bất cứ một cái gì cả. Em vừa nổ khoang máy và sẽ cho anh chị và các bạn xem được cái khoang máy của chiếc Chevrolet Aveo này. Máy nổ rất êm. Và gần như là nếu mà chúng ta mà đứng ở ngoài như thế này thì chúng ta sẽ không nghe thấy tiếng động cơ máy. Mắt đèn cũng khá là sáng. Thì đây là tại sao mà khoang máy của Chevrolet đã 2013 máy như này. Vì sở dĩ ở phần dưới gầm nó không có một cái cản gì cả, cho nên là nếu mà đi theo năm tháng thì nó sẽ bắn bùn đất lên, nó nhìn nó sẽ bẩn như này thôi, nhưng nếu chúng ta rửa đi nó rất là sạch sẽ. Còn cái phần này là cái phần mà nó sẽ ra dầu ở cái gì, ra dầu ở cái viền này, cái mặt máy này này, gọi là cái mặt nắp nhớt đấy, nó sẽ ẩm thấp ra, nó sẽ bẩn này thôi, nhưng thực ra nó không ảnh hưởng gì đến như nếu hoạt động của chiếc xe này cả. Và máy hoàn toàn là đây, có những bẩn như thế này quý vị các bạn nhìn thấy nó cũng rất là khô. Cái mỗi góc này nó bị một tí thôi, còn nó rất là khô. Và máy nổ vô cùng là ổn định. Thì đối với dòng xe này thì nó sẽ hoàn toàn là hết cái khuyết điểm, đó chính là quà ga. Cái dòng này nó không còn hòa qua nữa rồi. Chúng ta nhìn thấy là không có hơi thừa nha. Và nó không có hơi thừa. Máy rất là chắc máy, nổ rất là chắc máy.
đây toàn bộ những hệ thống giằng bệ. Hoàn toàn là nguyên bản về phần đầu xe và cũng như là về tất cả đã quay rồi. Đó, nguyên bản hết nhé tất cả mọi người. Cam kết với tất cả mọi người là không có đâm đụng va quệt gì trên chiếc Chevrolet Aveo 2013 này. Đó, máy nổ rất là êm và hoạt động vô cùng là ổn định. Thì một lần nữa thì cũng rất cảm ơn quý vị và các bạn đã kích vào video và đã ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại một like và một đăng ký. Và hãy nhớ số điện thoại của em là 0966668121. Mọi thông tin thì quý vị và các bạn hãy liên hệ em theo số điện thoại trên để có thể chốt được chiếc xe này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video lần sau. Xin trọng cảm ơn.